Đây là màn biểu diễn đầu tiên khi debut của nhóm nhạc thần tượng Zombie Fran Chao Châu thành công mỹ mãn. Sau buổi hôm đó, bọn họ được rèn luyện lại cẩn thận. Kotaro lấy bảng để dạy học sinh ra, mô tả cho bọn họ biết một. Nhưng trừ Sakura bị dọa tới suýt khóc ra thì những người khác đều không có phản ứng gì cả. Đến cả trong lớp học vũ đạo cũng chỉ có một mình Sakura chăm chỉ tập. Những người còn lại, người thì chơi, người thì ngủ. Đến tối hôm đó, bé Zombie Ai vừa chuẩn bị lặng lẽ trốn khỏi đó. Đúng là quỷ mà còn đi dọa quỷ. Sakura nghe thấy có tiếng động liền chạy đến, muốn ngăn cản hành động chạy trốn của bọn họ. Bên ngoài có những kẻ đi săn zombie vô cùng nguy hiểm. Không thể ngăn bọn họ lại được, Sakura đành phải đi theo ra bên ngoài, định khuyên bọn họ trở về. Đột nhiên gặp phải mấy tên trai đều đang giày trong một cái ngõ.